gì cũng có tiền, giải gì cũng có tiền, tất cả các giải đều có phần thưởng hết. Quan trọng là trị giá nhiều, trị giá ít thôi. Thôi mình đằng nào thế thì mình đá đội hình phụ đi. Chính làm gì? Chính để lỡ đâu còn vào được chung kết. Nôi quan không đi, nôi quan ở nhà. Đi xa lắm anh em đi rồi. Tỉnh bên. Có ai bật cái nhạc nó kêu dạo dực gì? Anh sụt cho hai trận bạc cà râu đấy. Thua hai trận được bạc cà râu ấy. Chán thật. Chào mọi người. Có khởi động với Đức. Hôm qua đội nhà họ đội họ xin thua thì để thôi đi. Nèo họ đá làm cái gì? Chán thật. Vừa mất mạng em ạ. Quang Linh có đá nhá. Quang Linh tiền đạo. Đi thay quần áo đi. Tiền đạo cắm. Thay quần áo đi. Quang Linh tiền đạo kèm người. Ngồi đây mà gió nó lạnh. Ngồi mà gió nãy nó rung cái chân tay. Linh vào ấy là chiến thuật của đội mình là cho Linh không được rời khỏi vòng 16m50 của đội ta. Đấy, đứng ở đấy. Anh Hòa vào là ngã. Anh Hòa vào vừa kèm thằng số 10 hơn số 6 vào. Thằng số 66. Cứ đứng làng vàng ở trước mặt thủ môn ấy, cứ mắt nó đấm là có Ben. Được hai cầu thủ ra sân rồi thì. Quá đá Quang Ninh, quá đá nha mọi người. Quang Ninh tiếp bên tiền đạo. Còn anh Ngợi thì đá quá đá thì dự bị. Kèm một người. Anh kèm một người. Anh Ngợi đeo bó tay vào nhá. Anh Ngợi có đá. Gió lạnh cả người thì đá. Khả năng em ở xuống đá thì đội mình đâu cầu thủ hết rồi. Ăn vậy. Ok, ba ta rồi lại. Úi giời. Vừa Vĩnh Phúc cùng quận. Đội Vĩnh Phúc cùng quận đã xin thua rồi, người ta cho ban này. Người ta thua đi chứ lại nèo làm cái gì. Đây một bố này, nhắc một bố là 5 này. Anh Ngợi chỉ đá vẫn ỉ. Chết. Ta đưa lấy đi. Được, em đuổi tay tôi bóng ngay. Cầu thủ ở đội đội mình nè. Một số cầu thủ đang trên đường về rồi, về nửa đường rồi. Để mai còn nào. Để mai còn mở Konica, mai Gobia. Hello, hello mọi người. Còn kia là chung kết. Hôm nay là đây là tranh giải 3-4. Còn chung kết. Ông nào thắng thì thắng luôn đi còn gì nữa. Ờ, ông nào thắng luôn đi. Mình mới là Vĩnh Phúc này. Chứ đâu. Anh ơi, mình còn phải đá trận chung kết nha, mình thắng 2 trận rồi ta đá trận chung kết. Dạ, đánh là đội nào thua luôn thì. Đây có 4 đội đá mà. Đây. 4 đội đá. Sao anh? Sân này nằm đoạn nào bên cái này? Mình không biết đâu, anh em mình không biết là nằm đoạn nào đấy. Chung kết nhất. Đây là đoạn này đoạn nào bên cái này nhỉ? Cố gắng lấy cái giải nhất để về. Bỏ làm luôn. Không rõ. Anh em mình khách chỗ có sân bóng này. Chỗ nhiều nhà lắm. Có sân bóng này. Cột điện nhiều. Có sân bóng hai bên đấy. À, sân bóng hai bên. Và chỗ này là chỗ nào bên anh nhỉ? Ai? Đây là chỗ nào bên? Có ai hỏi? Cái sân vận động đi xuống dưới Lubitu. Đường từ bên xuống Lubitu. Từ đường từ bên xuống Lubitu. Cảng biển. Anh quay Quang Ninh đi, đây Quang Ninh đây. Đá như thế mà. Ngồi lên ghét luôn bật gì. Mà đá đấm gì. Cầu thủ này, khán giả này. Đây để quay. Đây, đại sứ và phu nhân. Đấy, cùng. Đợt trước đăng nhà cũng chạy năm thằng Trung lao xuống để phát mà bay người lên rơi xuống biển. Đội bạn đây, đội mình đây. Đội mình hiện tại thì mới có 3 cầu thủ đây. Còn là một số cầu thủ là đội mình 4 cầu thủ rồi. Còn một số cầu thủ đang trên đường quay trở lại sân đấu. Vì hôm qua là về nữa, mất một nửa rồi. Khởi động đi. Thiếu cầu thủ thì vào đi. Đi vào đi. Ở bên kia này mọi người. Đợi đi xem có đi không. Ok, cảm ơn Phương. Chân đất được. Ngã thì ngã luôn. Đâu ngã. Có nhân đất một tí mà cuối cùng một. Tí mà cuối cùng không có cầu thủ thì anh em mình mới xuống đá. Dạ chứ. Kể FC Umbu được rồi. Quá ai luôn. Về một nửa rồi. Một nửa. Thế rồi. Chủ tịch.
anh ấy. Nhân này, Nhân giày của anh đâu, đưa cho mình đá cái. Đâu sẽ, để lại mặc quần áo nó vào. Lấy thả quần áo luôn nhá. Quần áo để nhá đi. Ui, về lấy đi. Muốn được bên trường. Mà chạy mấy vòng rồi. Bé đi tìm đồng đội, đấy tìm cầu thủ. Cô đội chưa về à? Đã đi gom. Quần áo lên, Linh đi thay quần áo rồi. Linh thay quần áo à? Đội mình, Linh đi thay quần áo rồi. Đội mình đây, huấn luyện viên trưởng đây. Chủ tịch cộng đồng đã đi gom cầu thủ. Không biết đâu mất rồi. Sao bên mình có mất 4 người anh ơi? À, sao bên mình còn thiếu nhiều thế? Mình sang 5 người mà. Mình phải chơi cái bài động tác giả. Từ từ. Anh phát biểu cảm nghĩ trước giờ đấu thì sao? Một số. Đội mình thắng 3-1. Đây, nghe. Hai thì ngắn thì không như thế nào? Các bạn bắt chồng như thế nào? Chồng bắt hai đội đầu đòn, hai đội thua. Anh em nó phải chấp một tí. Chấp vào đang tí nữa thiếu người đã nghe mình sẽ vào nhé. Anh Ngợi bắt gôn bắt luôn bắt đi giờ cầm máy chạy đuổi theo Ninh thay quần áo cho là Quang Ninh đi thay quần áo đây để Quang Ninh đi thay quần áo em có đi ra ngoài bụng bờ rộng thay quần áo em đang chờ Đông Minh thay quần áo này. Đấy, đang đi thay quần áo. Đây, anh Tiến bảo thay quần áo đi ra đây. Anh vâng, đang với cả một đội đen trên kia kính là vâng, em tí rồi em thua rồi em mới vào. Vâng. Em thua rồi em mới vào. Vâng. Vì hoặc bàn nó cũng qua hoặc bàn thôi. Nếu đội nhà thua thì em mới vào ấy. Vâng. Thua mới vào. Ngoài chưa? Lôi có đi không? Lôi không đi em ơi. Đi con đi thay quần áo đi. Đây. Quần áo xuống rồi nhanh thế. Ra bảo Mương thay quần áo rồi. Xuống cống thay quần áo. Xuống cống thay quần áo này. Linh đá đấy không? Linh thay quần áo này. Người ta có Zidane, mình có Zidane. Huấn luyện viên trưởng. Đồng chọc. Chiến thuật. Đúng số 10 luôn. Đấy. Đúng số 10 luôn. Anh Ngợi vào đá, anh Ngợi đá cái gì, đá đấm cái gì? Đá có mà. Một... Có hất đấm thì được. Anh Ngợi huyền trang của anh Ngợi vào đá, đá đấm cái gì? Linh có đá, Linh đá hai người. Linh đang thay quần áo rồi. Em sang đi đá bóng hôm qua đi vào siêu thị em ra, mua giày. Em sang giờ có kịp. Sang luôn. Ok, em ra đi. Thôi em để giải sang năm đi. Cái cầu thủ về nửa đường. Anh Hòa đang đi quăng cầu thủ. Có Nhân về lấy quần áo, Nhân về lấy thật đi. Giờ về nhà lấy quần áo rồi. Anh mình chơi mình bảo về lấy quần áo, Linh đã kêu để tôi về lấy. Tiến được thì bắt gôn, tiến được thì không bắt được. Tiến được thì ở đá ngoài là bắt anh em trong tem thôi. Chứ người ra ngoài thì vào đây mà bắt thì đúng là bắt trong TikTok thôi. Bắt trong TikTok thôi. Đây cầu thủ quyết định cầu thủ dưới. Cầu thủ toàn cầu thủ chuyên nghiệp không. Ngồi ở trên đây mà còn đang lo hay bóng vào mặt. Trả tiền luôn rồi chưa? Thôi tiền nong từ từ anh Trung ơi. Tiền nong từ từ thôi, mình đã đá đâu. Đâu đưa trọng tài sớm nhé. Ôi để trọng tài đâu, hôm nay phải mua trận này đấy. Đấy, đưa tiền trọng tài sớm đấy. Hôm nay phải mua đấy, mua. Anh, Tuấn Anh không, Tuấn Anh không vô lay. Tuấn Anh, dư bị của dư bị thôi. Dư bị của dư bị thôi. Nhượng đang hỏi anh. Anh bị chấn thương rồi em ơi. Đã được chưa? Đá chưa hôm trước đá trận đầu thì dâu chưa mọc, đá hai trận dâu dài luôn. Đi đá bóng hai trận này dâu mọc dài dài luôn. Thua có hai trận thì bá hết cả râu. Mang tiếng người vợ đi theo ấy. Bóp chân này bóp tay đủ kiểu luôn. Quang Linh vào Facebook này đây thì cả cầu thủ đã sẵn sàng. Này chị Facebook này, cái đi ấy. Hô mù quá về một nửa rồi, chán lắm. Đá thì nó ui. Đá đâu cái gì? Nếu mà đá vào côn mà được như vậy thì ngon. Mấy ông ở dưới đá nhìn nhẹ chân đi nhá. Khán giả ngồi trên này đang mặt đấy. Anh giải tiếng dặn. Chào mọi người. Đại sứ ngồi đấy à? Giải này có sứ ngồi đấy là có sút đấy mà. Đi có sút nhỉ. Con đi thay quần áo rồi mà. Đi thay quần áo rồi mà. Chán thật. Chán thật. Làm gì có áo đâu mà thay. Nhân về lấy cho rồi. Đi à, về lấy rồi. Nhân về lấy áo rồi. Đi về rồi. Em sinh à, em sinh Linh có đá, Linh đã tí nữa thắng thì vào. Giờ đội nhà qua mãi mới được có 5 cầu thủ này. À 6 cầu thủ rồi đấy. Đây 7 thôi. Cả thủ môn nữa là 7 đây. Cả thủ môn là 7 đây. Đủ rồi. Đây 8 đây.
Có thế đội mình đủ đây này. Ai đã vào quả đầu tiên trao giải 100 bạc. Đây. Đấy. Hello. Bông bông. Thông báo các bạn là mình đã đội Humu đã đang vào trận chung kết tranh giải nhất nhì, nhưng mà khả năng giải nhất thì nhiều hơn giải nhì thì đấy. Khó lắm. Hôm nay là đang tranh giải nhất nhì. Mà mùa giải năm nay thì có 4 tỉnh thi đấu. Người ta thì người ta cứ bảo trao giải nhất cho Humu luôn, nhưng mà anh em bảo thôi phải vào đá đàng hoàng chứ ai này làm. Hôm nay tranh giải nhất nhì. Đại sứ quán trao giải tổ chức giải bóng đá. Bao đá à? Kỷ niệm 79 năm. Có nhỉ? Cần gì quần áo đâu? Giờ cần gì? Tầm này chỉ cần gì quần áo nữa. Chào mọi người. Anh bảo anh Hoàng mua. Mua rồi. Trọng tài mỗi trận bắt anh Hoàng, anh Hoàng đâu để chơi anh Hoàng đi. Chạy đâu Hoàng đâu? Chạy đâu? Để chơi anh Hoàng đi. Ban tổ ra đi. Đang đi ra chỗ trọng tài rồi. Anh Hoàng đang đi gặp riêng. Anh Hoàng đang đi mua trọng tài. Vừa gom được mấy chục đi. Đi gặp trọng tài riêng. Anh em mình là gom tiền và đi mua trọng tài. Mình phải nói thế cho nó ấy. Có anh Hoàng. Cho... tình hình như thế nào? Ta mua trọng tài 50 đi. Hả? À? Cho các cầu thủ đội mình yên tâm mà đá. Ở bên ở tỉnh Ven Ven Gena nha mọi người. Đây. Đại sứ quán tổ chức giải bóng đá. Toàn là đại sứ quán đâu? Đại sứ quán góc kia, ngồi góc kia. Đây. Kia anh Hoàng đang đi mua. Đây là đã đâu? Đấy, đang đi mua đấy. Đây đại sứ quán. Anh ngồi ngoài cùng, anh Hoàng ngồi ngoài cùng, đang mua rồi, ai đang đếm tiền. Đây giải đây. Ui. Vào luôn này. Giải đây. Vào luôn nha. Vào luôn. Vào đâu? Đây đang rút luôn, đúng rồi, môn là vào rồi đấy. Người ta chưa chơi được môn. Ơi khán giả đông không. Vào đây. Ta đang đá đi quan ra cái. Đá chưa, đá chưa? Vào đây này. Ồ đá rồi. Người ta đang đá rồi, đá rồi nhá. Chính thức Humu và Vĩnh Phúc tranh giải giải 3. Tôi chết rồi. Kia các em ơi. Tôi chết rồi. Đấy. Tiến hôm nay không đi bắt côn à? Tiến chán này. Ở đây thì có cầu thủ dừng bóng. Ồ dừng bóng thì sẽ đá được trọng tài chứ. Chán không. Chưa có trọng tài. Tài đang làm việc đã đá rồi. Hôm nay trận đấu đầu tiên cho FC Vĩnh Phúc và FC Humu. Đấy. Ai quay chưa có trọng tài mà đá rồi. Quay nhượng xem này. Chưa trọng tài đã đá rồi nhượng. Nhượng còn nó ở trong đấy em, thả cái mặt cười cho anh nhìn thế nào. Em cười vào mặt anh cái xem nào. FC Humu và FC Vĩnh Phúc. Tỷ số theo ban trọng tài chúng tôi thì khả năng cao là Humu sẽ thắng. Humu sẽ thắng. 6-2. Hôm nay Humu sẽ thắng 6-2. Mình khả năng cao sẽ nghiêng về đội Humu. Trọng tài mà khó quá không mua được thì đuổi ra đi. Trẻ vàng rồi, chưa đá đã trẻ vàng rồi. Ui cái máy bay kìa. À quân gì, ui mình tưởng cái máy bay kìa. Hồng Hạc chưa đá là đội trưởng mới ghi nhận một thẻ vàng rồi các bạn. Đây là sân Nobitu à? Thì lúc nãy Hải đã bảo rồi không cần trọng tài, anh em giao lưu thôi. Đây là hai đội tranh nhau giải ba. Cái trọng tài đồng. Cho một thẻ vàng nữa là thế là mình được chấp một người đấy. Đủ cái túi mình lai đây đều được lấy cái dây đủ cuồng cơ rồi. Đáng không chơi thay đồ để đá khỏi trở nên ngươi. Đây là đợt khán đài bên cổ động viên bên chủ nhà. Đưa cái túi công mít ấy, túi bỏ mít cái rô ấy. Đuổi trong tay đấy thôi. Đuổi trong tay thôi. Ai đuổi trong tay đấy? Đâu? Nên trong tay khó mua quá, không nói không được thì đuổi chứ. Anh Hoài gọi trong tay ra thôi. Đây, đây tao bảo này, cầm 50. Ôi trời ơi, Việt Nam. Ôi kìa kìa. Ôi mà mày chưa. Dài. Đấy, tí nữa thua. Anh tiến bảo thủ môn bên mình đóng thùng vào. Giữ bóng đấy. Tí nữa thua. Đội mình áo cam nha các bạn. FC con như FC Humu áo cam. Áo cam quần
quần cam, cơn nước màu da cam, tất nhị có cái xanh, có cái đen, có cái trắng và giày cũng như thế. Đấy là đồng phục của đội mình. Ê. Ôi trẻ con đây đá phát ngất luôn nhở. Hay. Kia. Ôi à. Đấy. Rồi, mình phải thắng. Rồi, nhanh lên. Ôi, 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 chết đây. Về đi. Lên đi, lên đi. Ôi, thua rồi. Muốn lên đi. Một không rồi. Muốn lên đi. Quả nó gọi ép nhanh quá. Một không rồi. Chán được từ tắt. Ai đây đang mãi chưa quay về hôm nay. Khả năng khả năng tắt này chín rồi. Rồi. Khả năng tắt này rồi thua một quả thôi. Cả cái anh gì đã hay hai anh hay ngồi. 2 phút đầu mà thua một không rồi. Chân xịt mà thấy mới được về đó. Tôi chán rồi. Không nên ăn gì nè. Bình nữa rồi, Bình vào bắt con thay đi. Về thì thua đi. Giờ Bình thua rồi. Ôi mù. Kìa. Xịt lên đi, Khánh ơi. Khánh bắt đầu rồi. Chị đáng con đó, chị đáng con đó. Mấy bà hét như này thua đúng rồi. À, phút thứ 3 có hiệp 1 rồi, nói như mình thả qua đầu thả đấy. Hôm qua là cứ ghi bàn mở tỷ số nhiều quá xong thua, hôm nay là phải để chị Trang cổ vũ để đội bạn mở tỷ số trước. Chị Trang này nhượng nó mà chị hét nhỏ nhỏ đấy. Chị Trang khiếp, bà bán bún mà hét to lắm. Arreo. Con đi làm gì? Về cổ sửa mái cho mở được. À bóng đá. Đây mọi người đây. Mọi người bên dài bóng đá. Đây. David Thảo có đi đá không? David Thảo này không? David Thảo hôm nay đang bắn tôn nên là chưa đi được. Thôi chết là quả nữa rồi. Ui giời may chưa. Anh bảo thủ môn đóng thùng vào đi, cho áo vào trong đi, cho nó kiểu mình nhìn cho nó ấy đi. Ôi giời, mất rồi. Thôi chết là quả nữa rồi. Ôi giời, may quá. Đi vào. Đội hòa xạ rồi đấy. Đội hòa xạ rồi đi. Mình cứ đá thế thôi. Mình đá cho họ sợ thôi chứ không phải phải đá họ khiếp đâu. Bóng bóng đã nằm đâu, bóng chưa chết. Cầm ném, cầm ném, cầm ném ấy. Sao không có ngoại binh nhỉ? Không có, đây là chỉ ở Việt Nam thôi mọi người. Bóng các tỉnh. Thôi.